là Pokemon Mega hệ thép đầu tiên được mở khóa trên Pokemon Go. Mega Scissor mang đặc tính vượt trội trong các trận chiến cần sử dụng đến hệ bọ với chỉ số DPS khá cao. Và bọn mình sẽ thực hiện thử thách Excellent Through Boss Mega Scissor bằng vé đánh boss từ xa. Ok, và điểm qua đội hình 6 Pokemon sử dụng khắc chế Mega Scissor như sau. Đầu tiên là huyền thoại Reshiram với Fire Fan Overheat. Thứ hai là huyền thoại Mantras với Fire Spin Overheat. Thứ ba là huyền thoại Entei với Fire Fan Overheat. Thứ tư là huyền thoại Heatran với Fire Spin Magma Storm. Thứ năm là Chandelure với Fire Spin Overheat. Và cuối cùng là huyền thoại Ho-Oh với Incinerate Sacred Fire. Mega Scissor vẫn giữ nguyên song hệ côn trùng thép, kỳ duy nhất một hệ là lửa với sát thương tăng lên đến 256%. Đội hình từ 3 đến 4 account mạnh trở lên có thể hạ gục được boss này. Trong hình dạng Mega, càng của nó kéo dài ra và phát triển thành các răng cưa. Nửa phần dưới chuyển sang màu trắng và có gai ba cánh ở mặt dưới. Những ngành trên càng của Mega Scissor có thể đâm xuyên qua bê tông và đối thủ bị vướng vào chúng sẽ không thể trốn thoát. Đôi mắt của nó bây giờ có màu xanh lam, phía trước có thêm phần giáp che mặt màu đen. Các mảnh giáp màu đen xuất hiện thêm trên nhiều vùng khác nhau trên cơ thể, bao gồm cả phần vai và đùi. Chân Mega Scissor ít chi tiết hơn và trông giống như những chiếc gai lớn, thon nhọn với đầu màu trắng. Mặc dù Mega Scissor rất đáng gờm, nhưng nó không thể duy trì hình dạng này trong thời gian dài vì năng lượng dư thừa từ tiến hóa Mega làm nó không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể đúng cách. Sau một thời gian dài, cơ thể nó bắt đầu tan chảy, mất đi sức mạnh vì phải tốn sức cử động với những chiếc kèn nặng nề. Những chiếc kèn của Mega Scissor có thể xé nát bất cứ thứ gì chúng tóm được thành từng mảnh, mặc dù nó thích đập nát mọi thứ thay vì cầm nắm lấy chúng. Ok, và sau khi chiến thắng, nó hoàn toàn trở lại hình dạng cấp 1 bình thường. Tiếp đến sẽ là thử thách Excellent Through Boss Scissor. Scissor đứng ở tầm gần màn hình với vòng tròn Excellent khá to. Bản đặc điểm xoay bành ngay vị trí bành xuất hiện, vị trí vuông tay phần giữa cánh của nó. Cường độ ném nhẹ vừa phải, bành dễ dàng rơi vào giữa vùng đầu của nó. Đây là boss ném khá dễ, chỉ số IV 100 không boost thời tiết là 1714 và có boost thời tiết là 2143 nhé cả nhà. Ok, và yes, thành công rồi. Tiếp đến bọn mình sẽ tiến hóa Mega cả hai dạng thường và Shiny.
Dàn tiến hóa Mega tạo ưu thế khi tham chiến các trận đấu PvP với bạn bè, đánh team Leader, team Go Rocket, hạ chim hay tham gia đánh Raid Boss. Tăng thêm sát thương cho mình và đồng đội khi tham chiến Boss và sử dụng các chiêu thức hệ côn trùng và thép. Nhận thêm kẹo khi bắt các Pokemon cùng hệ với dạng tiến hóa Mega đang có. Ok, và đó là tất cả các thông tin có liên quan đến Boss Mega Scissor lần này. Chúc cả nhà có những trải nghiệm thú vị cùng Mega Scissor. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể để lại bình luận cho bọn mình biết nha. Và đừng quên like cũng như subscribe kênh của bọn mình nhé.